Nếu có dự định theo học các chương trình sau đại học ở Mỹ, Canada hay các nước châu Âu, hẳn các bạn đã biết đến hai bài thi nổi tiếng là GMAT và GRE. Vậy sự khác biệt giữa GMAT và GRE là gì? Chứng chỉ nào chiếm ưu thế hơn trong việc nộp hồ sơ xét tuyển? Hãy để Intertu Education giúp bạn trả lời những câu hỏi với video này nhé! GMAT là kỳ thi được quản lý bởi tổ chức GMAC dành cho chức ứng viên muốn nộp hồ sơ vào các chương trình sau đại học, thông thường là các ngành thiên về kinh tế, chẳng hạn như chương trình MBA. GRE là kỳ thi được quản lý bởi tổ chức ETS dành cho ứng viên muốn nộp hồ sơ vào các chương trình sau đại học, bao gồm cả chương trình về kinh doanh và luật. Bài thi GRE được chia làm hai dạng, GRE General Test và GRE Subject Test. Chứng chỉ GMAT chỉ được dùng cho các chương trình liên quan đến kinh doanh, trong khi chứng chỉ GRE có thể được dùng cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Phần thi Verbal và Quantitative của GMAT và GRE đều được đưa ra dưới dạng thích ứng. Tuy nhiên, trong bài thi GMAT thì mức độ khó dễ của mỗi câu hỏi sẽ phụ thuộc vào kết quả của câu trả lời trước đó, nghĩa là độ khó dễ của câu hỏi sau sẽ được thích ứng dựa trên câu hỏi trước. Còn đối với bài thi GRE, mức độ khó dễ sẽ được thích ứng theo từng phần, nghĩa là mức độ khó hay dễ của phần thi sau sẽ phụ thuộc vào kết quả của phần thi trước đó. Một trong những điểm của bài thi GMAT khó hơn bài thi GRE đó chính là Quantitative. Quantitative trong GMAT được đánh giá khó hơn bởi các dạng câu hỏi đòi hỏi thí sinh phải có khả năng tư duy logic và phân tích vấn đề. Còn đối với bài thi GRE, Quantitative không mang tính chất đánh đố quá nhiều. Trong khi đó, Verbal trong GRE được đánh giá khó hơn so với Verbal trong GMAT, đặc biệt là về mức độ khó của từ vựng, ngữ pháp và đọc hiểu đoạn văn. Ứng viên chọn GMAT hay GRE phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, dưới đây là một vài điểm gợi ý cho việc lựa chọn bài thi phù hợp hơn. Dựa vào kỹ năng của bạn phù hợp với bài thi nào hơn, dựa vào chương trình cao học mà bạn muốn học, dựa vào chính sách thi của trường mà bạn muốn dự tuyển, dựa vào sự ưa chuộng của nhà tuyển dụng. Do câu hỏi trong Quantitative và Integrative Reasoning của GMAT đánh giá khách quan hơn khả năng của ứng viên trong việc học các ngành kinh doanh. Do một khi ứng viên quyết định thi GMAT, điều đó thể hiện định hướng của ứng viên trong việc theo đuổi các ngành về kinh doanh, nên một số trường sẽ đánh giá cao yếu tố này hơn. Giờ thì bạn đã nắm tất tần tật mọi thông tin xoay quanh GMAT và GRE qua video này rồi. Hy vọng bạn sớm chinh phục được một trong hai kỳ thi, thậm chí cả hai kỳ thi luôn thì sao, một cách đầy mong đợi nhé.